Hello hello, xin chào cả nhà. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh Ichimoku Việt Nam. Em là Mr. Bun ITB. Và ngày hôm nay rất vui khi đem đến cho quý anh chị nhà đầu tư một cơ hội đầu tư cũng như là một mã cổ phiếu mà trong giai đoạn gần đây em Bun liên tục theo dõi cũng như là có những cái nhận định đến cho cả nhà. Đặc biệt là khi mà chúng ta có được cái kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp này thì chúng ta đã thấy được có những cái sự tăng trưởng đột biến. Đi ngược lại so với kết quả đó thì giá cổ phiếu trên thị trường đang có những cái vùng chiết khấu vô cùng là hợp lý. Thì bây giờ em làm video này với chủ đề đó chính là PC1, cơ hội mua đã đến. Và nếu như quý anh chị nào mà có muốn có cho mình một mã cổ phiếu để có thể là đầu tư cho giai đoạn tới, cũng như là một mã cổ phiếu mà có cái tính an toàn cao cũng như là có thể đi lâu dài đồng hành cùng doanh nghiệp, thì quý anh chị có thể là theo dõi video ngày hôm nay. Em sẽ điểm qua các cái thông tin cơ bản nhất và những cái lý do nào đã khiến em chú ý cổ phiếu này trong thời gian sắp tới đó, để quý anh chị có thể có cái nhìn rõ nét hơn và tất nhiên để có được thêm nhiều thông tin cũng như là có những cái phân tích nó chi tiết hơn nữa, cả nhà có thể là liên hệ với em Bun qua số điện thoại 0888 381802 để em có thể là hỗ trợ cho quý anh chị cũng như là cùng quý anh chị đồng hành trên cái chặng đường đầu tư của mình mọi người ha. Đặc biệt là quý anh chị nào cần có những cái danh mục đầu tư, em nhấn mạnh lại đó là đầu tư nha mọi người, thì quý anh chị có thể là liên hệ tới em, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cho quý anh chị một cái danh mục nó phù hợp nhất đối với từng nhà đầu tư một, nhà từng quý anh chị nhà đầu tư một, em sẽ có cái danh mục cho mọi người để quý anh chị có thể là yên tâm mua và nắm giữ, chuẩn bị cho nhịp sóng sắp tới mọi người nhé. Thì để không làm mất thời gian của cả nhà nữa, em sẽ đi vào phân tích về cổ phiếu này luôn. Và tất cả những thông tin em chỉ ra đây đều là những thông tin em tìm hiểu cũng như là có những cái ý kiến mang tính cá nhân. Và nếu quý anh chị có tham gia đầu tư thì mọi người có thể là cân nhắc lựa chọn các cái ý kiến em nêu ở đây để chúng ta ra quyết định mọi người nhé. Và nếu có cần hỗ trợ điểm mua điểm bán thì mọi người cứ nhắn tin trực tiếp cho em qua số điện thoại em vừa để trên màn hình để có thể là được hỗ trợ nhanh nhất. Và còn một cách nữa, nếu mà quý anh chị ngại nhắn tin riêng thì quý anh chị có thể quét vào mạng Zalo ở góc bên trái màn hình để tham gia Zoom Zalo cộng đồng. Ở trên đó quý anh chị hỏi em vẫn trả lời bình thường mọi người nhé. Rồi, thì lý do tại sao em đi khuyến nghị cho quý anh chị cổ phiếu PC1 với cái chủ đề đó chính là gì? Cơ hội mua đã đến mọi người nhá, cơ hội mua đã đến đó. Thì cái video này em sẽ chia làm 3 phần chính. Thứ nhất, em giải thích là tại sao em đầu tư vào cổ phiếu PC1 này. Thứ hai là sẽ phân tích về cái báo cáo tài chính quý 3 của doanh nghiệp. Và cuối cùng sẽ là phân tích về trạng thái kỹ thuật để giúp cho quý anh chị có cái nhìn nó rõ nét hơn và củng cố cho quý anh chị cái điểm mua và các cái kỳ vọng cho việc chốt lời mọi người nhé. Đó, thì em sẽ xin phép được bắt đầu vào video. Thì đầu tiên để lý giải tại sao để đầu tư vào cổ phiếu PC1 này thì quý anh chị cũng có thể tìm hiểu sơ qua một đôi nét về doanh nghiệp mọi người nhé. Đó, các cái thông tin cơ bản của doanh nghiệp thì đây là một doanh nghiệp đa ngành quý anh chị nhé. Đây là một hệ sinh thái bao gồm rất là nhiều ngành nghề, từ xây dựng, sản xuất công nghiệp, sản xuất điện, khai thác khoáng sản, kinh doanh bất động sản và kinh doanh bất động sản khu công nghiệp. Đó, thì nó có những cái mảng chính là như thế. Ngoài ra thì còn có thêm mảng năng lượng sạch và các cái mảng xây dựng khác nữa quý anh chị. Thì nó sẽ là những cái mảng nhỏ hơn. Nhưng mà ở đây em liệt kê cho mọi người đó chính là 6 cái mảng chính. Và đây là một doanh nghiệp được thành lập từ rất là lâu rồi, từ năm 1963 và đã trải qua 61 năm xây dựng và phát triển. Đó, thì đây chính là hội đồng quản trị của doanh nghiệp PC1. Đứng đầu là chủ tịch hội đồng quản trị ông Trịnh Văn Tuấn và thứ hai là các thành viên hội đồng quản trị mọi người nhé. PC1 thì chắc hẳn là quý anh chị cũng đã biết đó là một cái doanh nghiệp tương đối là lớn trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là xây dựng các công trình về điện, từ các công trình điện gió, các công trình như là đường dây 500 kV đều là do đặc biệt là cái đoạn là đường dây 500 kV mạch 3 từ phố nối Hưng Yên cho tới Quảng Trạch, Thanh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình là do PC1 đảm nhiệm mọi người nhé.
Đó, và đã khánh thành vào tháng 8, mùng 2 tháng 9 vừa rồi. À, thì đó là một số nét cơ bản. Và ngoài ra nữa thì đây là một cái doanh nghiệp mà quý chị có thể là thấy là họ luôn luôn nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. À, và cũng liên tục lọt top là doanh nghiệp có cái lợi nhuận tốt nhất hàng năm mọi người nhé. Đó. Ngoài ra nữa thì về cái mặt thông tin doanh nghiệp nữa thì em có muốn chia sẻ cho cả nhà là vì cái doanh nghiệp này họ sở hữu một một cái mạng cực kỳ là đặc thù quý chị nha, đó là chính là mạng nên lại không có cái này à. Đầu tư năng lượng, đó là mạng khai khoáng quý chị nha. Ở đây thì nó chưa đề cập đến đầu tư sản xuất công nghiệp. Ở đấy thì có thể là trên trang chủ của doanh nghiệp là chưa đề cập đến, nhưng mà quý chị có thể biết đó chính là ở doanh nghiệp PC1 này ha, sở hữu đến 62% của công ty núi pháo quý chị ha, khai thác khoáng sản núi pháo. Thì núi pháo là doanh nghiệp gì? Thì đấy là doanh nghiệp duy nhất được phép khai thác quặng đồng và nickel tại Việt Nam mọi người nhé. Đấy là doanh nghiệp duy nhất có mỏ khai thác là mỏ núi pháo, khai thác quặng đồng và quặng nickel duy nhất tại Việt Nam. Đó. Thì đây cũng là một cái mảng mà đem đến cái nguồn doanh thu cực kỳ lớn cho PC1. Và như em có đọc ở trong báo cáo tài chính đây thì để chia sẻ cho quý anh chị thì cái doanh thu đến từ mảng khoáng khoáng nó cũng rất là lớn nhá mọi người. Đây. Đây, đây, đây. Doanh thu từ mảng khai khoáng của doanh nghiệp thì có cái mức doanh thu tương đối là lớn đấy. Đây, xem nào. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ để báo cáo tài chính riêng quý anh chị nhé. Đây nó phải là báo cáo tài chính hợp nhất, đây nó là cái dưới này nha. Đó. Báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp thì quý anh chị sẽ biết là các cái công ty con ở trong đó thì chúng ta có đó chính là cái doanh thu đây. Đó. Doanh thu từ mảng khai thác, doanh thu từ mảng thu bán điện và tăng khai thác vận hành khu công nghiệp, doanh thu bán tinh quặng đây, đây nó chính là cái mảng này quý anh chị nha. Thì cái mỏ này bắt đầu hoạt động từ quý 3 năm 2023 là bắt đầu ghi nhận doanh thu. Thì từ cái lúc đấy đến bây giờ là doanh thu liên tục là ổn định mọi người. Liên tục ổn định ha. Và với cái doanh thu năm quý 3 năm ngoái là 540 tỷ thì doanh thu năm nay tăng lên là 564 tỷ. Nhưng có một cái nó đột biến đó chính là về cái lãi mọi người. Cái lợi nhuận được rồi. Cái giá vốn hàng bán này, quý chỉ lấy cái này trừ đi giá vốn hàng bán thì mọi người thấy là rõ ràng nha. Doanh thu tăng nhưng giá vốn hàng bán thì lại giảm. Đó, có nghĩa là cái lợi nhuận nó tăng lên. Nó cùng kỳ có thể là doanh thu chỉ thấp hơn khoảng 20 tỷ thôi, nhưng cái chi phí bỏ ra để khai thác nó là đến 411 tỷ, thì chung quy lại là cái lợi nhuận của chúng ta chỉ đạt được có là 139 tỷ đồng về cái mảng khai khoáng. Nhưng sang năm nay thì về sau khi một thời gian vận hành thì doanh nghiệp sẽ tối ưu hóa được cái quy trình vận hành cũng như là cái chi phí. Tiếp theo nữa là tối ưu hóa được cái chất lượng tinh quặng. Mọi người biết là quặng mà càng nó càng có cái độ tinh cao, có nghĩa là ít tạp chất thì cái giá nó càng được lời, đúng không? Thì doanh nghiệp đã cải tiến được cái khâu đó và bây giờ cái doanh thu, cái tỷ suất lợi nhuận đã tăng lên. Doanh thu là 564 tỷ nhưng cái giá vốn nó chỉ có 403 tỷ thôi. Dẫn đến là cái lợi nhuận nó tăng lên rất mạnh, tăng lên là thành 161 tỷ. So với lợi nhuận năm ngoái chỉ có là 139 tỷ thôi. À, mà doanh thu gần như tăng không nhiều. Đó. Thì đó chính là cái chú ý. Ngoài ra nữa thì năm nay chúng ta có đó như là cái mảng doanh thu từ hoạt động xây lắp, cung cấp thiết bị hạ tầng cũng tăng rất mạnh nha. Do là năm nay trong quý 3 chúng ta ghi nhận được cái lợi nhuận từ việc là hoạch hoạch toán cái lợi nhuận của dự án 500 kV mạch 3 mà. Đó, dẫn đến là cái lợi nhuận trong quý 3 này tăng rất tốt. Và thống kê lại mọi người, đây là một số cái mảng cơ bản này. Và thống kê lại trong cái mảng báo cáo tài chính chúng ta có cái giải trình. Đó thì mọi người thấy được là cái tốc độ tăng trưởng của nó. Chúng ta có là tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất là 654%, tức là tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái nha. Mặc dù là cái mức nền năm ngoái nó thấp. Vì nó thấp là do gì quý anh chị? Nó thấp là do cái tỷ giá mọi người nhá. Đó, doanh nghiệp PC1 là doanh nghiệp vay nợ cũng tương đối là nhiều. Và em có thống kê là hiện tại là PC1 đang vay nợ khoảng 4.000 tỷ đồng.
bằng đồng USD. À, thế nên là cái việc mà tỷ giá nó biến động 5-7% nó ảnh hưởng rất lớn đến khoản vay này. Nó khiến cho doanh nghiệp phải trích lập dự phòng. Trích lập dự phòng lỗ tỷ giá mọi người nhá. Đó, thì chính vì cái việc thế, quý anh chị nhớ là năm ngoái quý 3 năm 2023 thì tỷ giá chúng ta có những lúc lên vọt đến mức 26.000, thậm chí là 26.200 đồng một đô la Mỹ. Thì sang đến quý 3 năm nay thì tỷ giá trung bình trong từ tháng 7 đến tháng 9 thì tỷ giá nó chỉ có loanh quanh 24.000 thôi. Đó, đến sang tháng 10 này, tháng 11 này nó mới nhảy lên 25.000. Đó, thì chính vì thế mà cái tỷ giá USD Việt Nam đồng này nó giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu cái chi phí trích lập dự phòng và từ đó là tăng cái lợi nhuận lên mọi người nhá. Đó, cái này nó không chỉ xảy ra ở mình PC1 đâu mà nó còn ở nhiều các cái doanh nghiệp khác, ví dụ như Hòa Phát hoặc là các doanh nghiệp mà vay nợ bằng đồng đô nhiều. Đó. Đó, thì có những ý chính đó. Ngoài ra nữa thì có lĩnh vực mua bán điện mọi người. Mình xin phép uống hấp nước. Chúng ta có một cái lĩnh vực đó chính là lĩnh vực mua bán điện nha mọi người nhá. Đó, thì cái lĩnh vực mua bán điện này thì nó tăng, mọi người cũng biết rồi đúng không? Đó chính là cái đoạn vừa, cái trong quý 3 vừa rồi. Thị trường thì có rất nhiều bão bùng các thứ. Thì cái lượng nước từ chiến thượng nguồn đổ về nó rất cao. Và thứ hai nữa là thủy điện là cái ngành mà được nhà nước ưu tiên mua vào đầu tiên. Sau đó thì sẽ đến các cái nguồn năng lượng khác như nhiệt điện cộng với đó là điện khí mọi người nhá. Thế nên là thủy điện lúc nào cũng được ưu tiên số 1. Thì bây giờ doanh nghiệp này có sẵn hai cái nhà máy thủy điện rồi. Thì cứ thế thôi, nước chảy về là sẽ giá điện, và giá điện thì nhà nước sẽ mua. Và giá điện thì giờ cũng đang tăng mọi người nhá. Giá bán điện tăng thì chắc chắn là giá đầu vào từ đó nó cũng sẽ tăng lên. À, trong cái thời gian tới thì cái lĩnh vực điện nó cũng sẽ là một trong lĩnh vực mà chủ chốt của doanh nghiệp ấy nhá. Hiện tại thì lĩnh vực chủ chốt như em vừa chia sẻ thì đó chính là lĩnh vực xây dựng. Đó là doanh nghiệp là sẽ làm thầu quý anh chị nhá, làm thầu EPC, có nghĩa là mua bán, thứ nhất là nhận thầu và chuyển giao đấy, xây dựng và chuyển giao nhá. Là sẽ nhận thầu các cái công trình liên quan đến lĩnh vực điện của trong và ngoài nước. Nó không chỉ trong nước mà cả ngoài nước nữa quý anh chị. Thành ra là các cái tiềm năng của BC1 nó rất là lớn. Đó. Thì đó là về các cái thông tin cơ bản nhất cả nhà có thể nắm được. Ngoài ra nếu mà quý anh chị có thể là về đổi em bull thì em sẽ chia sẻ cho quý anh chị sâu hơn về các cái dự án cũng như là về tiềm năng của nó trong tương lai nhá. Còn đấy là những cái trước mắt quý anh chị có thể thấy ngay trên báo cáo tài chính. Đó, còn để tìm hiểu sâu hơn, tìm hiểu kỹ hơn, cả nhà có thể về đổi của em bằng cách là chúng ta chuyển tài khoản. À, nếu quý anh chị đã có tài khoản SSI rồi thì liên hệ em bull để em tư vấn hỗ trợ. Còn nếu quý anh chị chưa có tài khoản SSI thì có thể là mở một tài khoản SSI với cái ID là I610025 để em bull có thể là tư vấn hỗ trợ cho cả nhà các cái cách để chúng ta hiểu hơn về doanh nghiệp này, cũng như là giúp cho quý anh chị là hiểu hơn về cái nội tại của doanh nghiệp nhà và lý do tại sao nó sâu xa hơn nữa mọi người nhá. Đó, thì đó là về cái mặt cơ bản của doanh nghiệp, về mặt báo cáo tài chính rồi đúng không, là chúng ta đã đi qua hai phần. Thứ nhất là về báo cáo tài chính, thứ hai là về sơ bộ của doanh nghiệp. Và cái phần thứ ba nữa mọi người nhá, cái phần thứ ba mà em muốn nhấn mạnh đối với doanh nghiệp PC1 thì đó chính là về mặt kỹ thuật mọi người nhá. Về yếu tố đồ thị kỹ thuật thì chúng ta thấy là trong một tháng vừa qua PC1 đã có cái mức giảm giá đâu đó là rơi vào khoảng 8% mọi người nhá, có mức giảm giá khoảng 8%. Thì với cái mức chiết khấu như thế này thì em đánh giá là một mức chiết khấu đủ nhá. Khi mà doanh nghiệp ra một cái báo cáo tài chính tốt mà cái mức chiết khấu của doanh nghiệp nó đã ổn rồi thì chắc chắn là sắp tới doanh nghiệp sẽ có cái tín hiệu là phục hồi ha mọi người. Đó, thì trong buổi sáng ngày hôm nay em cũng đã chia sẻ về doanh nghiệp PC1 này là nó sẽ có cái điểm mua nếu nó phá đáy. Và lý do tại sao nó phá đáy thì có điểm mua thì mọi người có thể tham khảo, đó chính là về cái tín hiệu phân kỳ mọi người nhá. Cái tín hiệu phân kỳ mọi người có thể thấy là nếu như PC1 ngày hôm nay hoặc là sáng tuần sau, hôm nay là em làm video vào hôm thứ sáu, mà sáng tuần sau PC1 nó phá đi mất cái đáy là 26.7 thì PC1 sẽ hình thành cái vùng phân kỳ nhá. Và em kỳ vọng là cái giá nó sẽ về đến quanh vùng 26.4, và đẹp nhất là có thể về giá 26 nhá, hoặc là về giá 25, đó chính là cái vùng hỗ trợ trên Ichimoku chính phát. Nhưng mà cái vùng hỗ trợ lát nữa em sẽ chia sẻ sau. Còn đây em đang nói về mặt kỹ thuật, mặt tín hiệu đảo chiều cả nhà nhá. Về mặt tín hiệu đảo chiều thì PC1 nếu như nó phá cái đáy 26.7 nó sẽ có thể là hình thành một cái phần kỳ dương, phần hình thành một cái phần kỳ dương.
theo hai tín hiệu chính là RSI và MFI. Và chúng ta sẽ chỉ chờ duy nhất một cái tín hiệu, đó chính là tín hiệu MACD nó xác nhận. Và hôm nay bắt đầu có tín hiệu xác nhận rồi. Yeah. Đó chính là nhờ cái việc là đường MACD cắt lên trên đường signal và cả hai đường bắt đầu tiến về không. Đó chính là cái tín hiệu em đang chờ. Đấy là tín hiệu xác nhận. Còn cái tín hiệu mua bây giờ là chỉ cần cổ phiếu nó về cái giá 26.7, thậm chí là ngay dưới giá 26.7 một chút, 26.7, 26.65 là cả nhà đã có thể bắt đầu mua được với cổ phiếu PC1 rồi, mọi người nhá. Đó. Và mọi người cứ yên tâm là đây là cái vùng rất là an toàn của cổ phiếu PC1. Nó là vùng em gọi là vùng giá trị nhá. Đó, thì vừa rồi là về mặt phân tích về mặt phương Tây đúng không? Còn theo Ichimoku thì cả nhà thấy là bắt đầu PC1 đã mở ra khách sạn trên đà khung. Thứ nhất, chúng ta có một cái khách sạn hút giá lên. Vùng giá là 27.5 quý anh chị nhá, vùng giá 27.5 trên khung đô thị ngày. Cùng với đó là một cái khách sạn trên khung đô thị tuần hút giá về cái vùng giá là 29.2. Đó. Và bây giờ cái hỗ trợ của chúng ta trên khung đô thị tuần nó đang nằm ở cái vùng là 25.8. Thì đấy chính là cái vùng mua cực kỳ tiềm năng của PC1 nhá. Và nếu như PC1 nó có về cái đến cái vùng này thì đấy sẽ là một cái cơ hội mua cực kỳ tốt cho quý anh chị nhá. Cái vùng giá mua từ 25.6 đến 25.8 nó sẽ là vùng mà quý anh chị có thể giải ngân mạnh dòng tiền vào. Còn cái vùng sắp tới nếu như nó nhúng quà đó chính là vùng 26.7 thì là cái vùng mua tiềm năng, cái vùng mua thăm dò cho quý anh chị. Vậy nên là cả nhà hãy nốt cho em lại hai cái điểm mua này nhá, nốt lại hai cái điểm mua này 26.7 nhá quý anh chị, 26.5 cho đến 26.7 và điểm mua thứ hai là 25.6 cho đến 25.8 để chúng ta chia tiền ra, chúng ta giải ngân cho nó hợp lý nhá. Còn với anh chị nhà đầu tư mà về với độ của em bull thì cũng không cần phải nốt, khi nào mà em vào lệnh em sẽ báo cho tất cả mọi người, chúng ta sẽ cùng tham gia cổ phiếu này. Và cái kỳ vọng hồi phục của em với cổ phiếu PC1 là nó có thể hồi lên quanh cái ngưỡng coi như chúng ta mua ra 26.5 đi nhá, đó là giá trung bình, thì nó có thể hồi về ngưỡng là 29, thậm chí là lên 29.2, 29.5 là chúng ta có một cái mức lợi nhuận khoảng 8-10% mọi người nhá. 8-10% thì đấy là cái vùng cực kỳ là hợp lý để mua PC1 rồi. Ở trong ngắn hạn nếu mà thị trường em đang view có một nhịp điều chỉnh mà cổ phiếu này nó còn quay đi, nó đi ngược thị trường thì nó là một cổ phiếu cực kỳ tiềm năng cho mọi người đấy. Nó không chỉ là giữ tiền mà nó còn là cổ phiếu sinh lời nữa. Nên là quý anh chị nào chúng ta chưa có cổ phiếu PC1 hoặc chưa biết cách mua làm sao cho hợp lý thì mọi người hãy về với đồ của em bull để em hướng dẫn cho cả nhà cách đi vốn cũng như là cách mua cổ phiếu này sao cho hợp lý nhất nhé. Tất nhiên là điều nào nó cũng sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro, nhưng với một cái điều đầu tư thì chúng ta yên tâm có thể nắm giữ mọi người ha. Đó, trước mắt là PC1 sắp tới là vào ngày 7 tháng 11, còn chưa 15% cổ tức bằng cổ phiếu. Vậy nên là trước mắt chúng ta sẽ cánh những điểm mua thăm dò trước và chúng ta sẽ chờ sau khi chia cổ tức chúng ta sẽ giải ngân vốn một cách mạnh mẽ hơn mọi người nhá, để tránh bị trốn vốn quá nhiều. Đó, và xin chúc cho quý anh chị sẽ có thật nhiều những cái điều đầu tư thành công. Và hãy chú ý đến cái cổ phiếu PC1 này. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 11, em cũng muốn làm một cái video để khuyến nghị cái cổ phiếu nó tốt cho cả nhà đúng không. Ngày 1 tháng 11 chúng ta tìm hiểu về cổ phiếu PC1 quý anh chị ha. Rồi, rất cảm ơn mọi người nhá. Và nếu như mọi người chưa có tài khoản thì cả nhà có thể làm liên hệ đến em bull, mở một cái tài khoản tại công ty chứng khoán SSI với ID là i610025 để được em bull hỗ trợ cũng như là tư vấn cho quý anh chị trên chặng đường đầu tư mọi người nhá. Số điện thoại liên hệ của em bull là 0888 381802 cả nhà. Rất mong được đồng hành và hợp tác cùng tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Xin chào mọi người và chúc mọi người sẽ có thật nhiều những cái deal đầu tư thành công. Và hẹn gặp lại cả nhà trong tất cả những cái phiên livestream cũng như là những cái video của em bull nhé mọi người. Chúc mọi người sẽ ngày càng phát triển trên chặng đường đầu tư ha. Rồi, xin chào quý anh chị. Chúc mọi người có một ngày mới cũng như là có một tháng mới tốt lành, nhiều may mắn nha mọi người. Bye bye.